nào này chín rồi các bạn. Nhân siêu nhân. Bánh bao siêu nhân. Ai ra rất là nhiều nhân các bạn. Làm bánh bao ngày dịch bệnh. Cái bánh bao vừa mới hấp xong chín rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ đi thưởng thức cái bánh bao này nhé, xem ở bên trong có cái gì nay vợ và con mình làm nên mình không làm các bạn. À đấy, bên trong này không có trứng này, miến này và mộc nhĩ này các bạn. Thơm thơm ngạt tiêu đường quá. Mời các bạn nha. Ăn nào. Vòng bánh bao này vẫn cứ dài dài. Anh cứ phút rất thường. Ngon quá. Ngon quá. Nóng quá. Ngon quá. Ngon quá. Rất là ngon. Review ăn bánh bao các bạn. Vợ mình bảo đây là bánh bao siêu nhân, rất nhiều nhân. Mình ăn thêm một cái nữa bạn, ngon quá. Ba cái. Siêu nhân, rất nhiều nhân. Bánh bao không to như quả nhưng mà mặn như quả Trung Quốc rất to và ngọt như vậy. Mai mình làm cái video này ngắn review ăn cái bánh bao thì vợ còn mình làm lúc trưa, lúc đó mình không đợi mình quay được hôm nào mình sẽ làm nguyên một cái video làm bánh bao các bạn xem, từ cái lúc ủ bột này, làm nhân này, hấp này, làm đi thưởng thức các bạn nhé. Và mình cũng xin kết thúc cái video review ăn cái bánh bao ở đây. Các bạn xem video nếu thấy video hay các bạn hãy follow, like, subscribe và đăng ký và nhấn chuông để ủng hộ cho mình nhé. Và xin chào tất cả các bạn nha. Còn hôm nào mình sẽ làm nguyên một cái video về làm về bánh bao từ lúc ngủ buồn cho đến làm nhân xong rồi đi hấp và ăn. Chào các bạn nha.